Mẹ cái Trang ơi. Mẹ cái Trang. Trang. Má là Trang hả? Trang ở đâu? Trang ở đâu? Ăn lậu. Qua đây. Chắc chắc không đi. Con này bà cháu. Con này bà Trang ở đâu? Tôi ăn lậu. Đấy là Trang nhà con à? Có phải đúng không? Mẹ. Chắc mẹ về mẹ gặp con Trang gì? Con Trang đâu? Cháu đi dạy học. Cháu nó ở mấy mẹ hơi lắm mà. Con chị làm gì mà khóc? Khóc cái gì mà khóc? Gọi cháu. Bây giờ gọi thì không gọi người ở đây thì gọi người ở nhà. Tôi xem là cái bộ thông minh, bộ lão của Trần Giang có thông minh không? Biết rồi, mẹ gọi Trần Giang cũng biết. Đây là điều kiện không có thì thôi các cụ chung đủ cho các cháu của các cụ giá cho nhà tôi một ít. Nhà chúng tôi bây giờ cũng lợ lần nhiều lắm. Vâng. Thì là các cụ thương thế nào thì các cụ tôn thủ cho con cháu các cụ. Thế là người ta mới bảo được rồi tôi bảo các cháu nhà tôi. Vâng. Thế là các cụ nhà người ta bắt đầu mới nói con cháu thì các con cháu người ta mới giả các con tiền chứ. Vâng, thôi mẹ cứ nói. Còn cái chỗ kia nó trốn thì cứ từ từ. Vâng. Thế ê, chồng mày đâu mà không đi? Chồng con hôm nay bận mẹ. Mẹ cứ tập con điện cho đó. Cái anh xem nào. Mẹ gặp cái hạnh con thế mẹ cũng tặng cháu Trang không? Không? Mẹ cũng gặp nữa. Cháu Trang không? Có tí gặp cả cháu Phú nữa. Và cháu nào ạ? À? Cháu Phúc ạ? À? Phúc. Vâng. Bây giờ về đi, tôi lúc nào chẳng thương các con các cháu. Chị làm ăn vất vả tần tảo mà cắt quả lặng ngóng nặng vòng. Đẹp. Đây. Đường, đây. Vâng. Thấy đi đi đi. Còn muốn ở mơ không đây. Hôm nay còn chiều là anh Mỹ Em. Anh em ở đâu ra mà chiều nào anh Mỹ Em. Chị mặc kính. Xuống đây đi, tao lấy cho cái kính. Con điện cho nó xe nào, sao lại chưa thấy gì? Mày bật cho nghe. Anh ấy không nghe. Mày bật cho anh hạnh. Bật cho anh hạnh xe nào con. Thế còn buôn bán đợt này thế nào con? Con à, cụ ơi, đợt, à, mẹ ơi, đợt này dịch hàng con bắt đầu mang nay con lại cho về liên hệ cho con thuận buồm xuôi. Tôi cứ đợi cho nhưng mà thôi, chị về nhà tôi làm dâu ơi. Con trai, con gái, dâu rể các cháu hiểu chưa? Ai cũng thương chị lắm. Thế nên này, chị về đi, chị có buồn không? Còn không. Có buồn với các chị, các em nó không? Thế chúng nó gớm ghê chứ, mày không trách gì à? Không. Vâng, vâng. Bà, bà ơi, bác Hạnh hả? Vâng, anh Hạnh nhé. Ừ, để cho anh Hạnh ơi! Ê, bà bật loa này. Thế còn đây, về nhà, về cửa, nè. Thế ấy, đợt mẹ này Hạnh ơi! Thế con Lê, Trang đợt này học hành thế nào? Đi dạy đi giết các lương lậu có đủ ăn không? Cháu cũng ngủ ạ. Đấy, nào một cái thứ hai, thế thằng Phúc bên này chung mày thế sao? Bảo là cho con mày vào ngành nhà nước thế sao? Chạy trọt xong khấn ông bà các cụ nè, phù hộ cho cháu để cho cháu vào ngành nhà nước sao bây giờ lại không thấy nó đi vào cái ngành công an? Vâng, cháu vẫn đang học ạ. Bây giờ cháu nó thích đi ngành đi, thôi mẹ cứ phù hộ cho cháu. Quyết định vẫn cho ngành công an. Không ạ. Hay là về ngành giáo viên. Con đi học giáo viên rồi, tự nó đòi của. Nó không thích cái công an à? Mà cháu thấy công an mà có khi nó nghĩ là vào cái cảnh công an thất đức con ạ. Ừ, thì nó chắc là nó nghĩ là thất đức là nó không muốn vào. Thì thôi con ạ, cứ để theo ý của con đi. Còn vợ chồng thương nhau hàng hóa. Rồi vợ anh cứ khấn nài ấy, các cụ nhà mình không biết lối lên. Rồi à, đường xá rồi là không biết đường ấy, lối lên là trên trần. Thế rồi là chúng tôi đi nài là thế chúng tôi bảo thôi thì đòi cho các anh các chị một tí đồng tiền mất gạo để các anh các chị đỡ vất vả. Thế là đi đòi thế là đây này cho nó bao giờ bắn vào tài khoản xong xuôi rồi thì chúng tôi mới đầu mới yên tâm. Bây giờ người ta bắn giả chưa? Con mẹ thì có khỏe không mẹ ơi?
Chúng tôi khỏe nhưng anh phải bảo gia đình đi chứ không thể để thế này được đâu. Bảo thế nào? Bây giờ đây các anh các em đứa nào cũng thế. Nhất giả kiên phận, mỗi đứa một phận một phúc. Mà bây giờ đây không bảo nhau đến nơi đến chốn vậy là chị em anh em trong nhà mất đoàn kết rồi nè. Thôi thì giờ đây chúng nó có gớm ghê đánh đá con là chồng. Bố mẹ già, bố mẹ mất đi chẳng ai còn sống được. Nhưng mà chúng nó mà có gớm ghê quá con phải bảo chúng mày về nhà chúng mày. Chuyện vợ chồng tao hoặc cái gì sẽ chúng mày đừng thế này thế kia. Không để cho nó bắt nạt như lúc chúng tao còn sống nhá. Không thấy thằng Hạnh nói gì à? Nhà con vẫn nghe đây mẹ. Alo Hạnh à? Cháu ơi tìm chồng. Chắc máy của mày máy chết rồi. Rồi nhà con nè. Tí điện cho cái cha. Đây con điện đây. Cháu nhớ bà lắm. Thế dạo này năm nay con chưa đi đèn to phủ lớn à? Năm nay dịch thì con chưa được đi lắm đi đâu mẹ. Con chỉ đi được một đầu năm một lúc. Mẹ ơi, thế mẹ soi xem nhà thờ nhà mình thế nào? Đi nữa nhà thờ. Vâng. Bấm được chưa đây con? Đây được rồi. Ờ, cái đồ này để cho mà tự hỏi đi. Thế mẹ nói chuyện với mẹ đang nói chuyện, đòi nói chuyện với anh cô. Cái máy thằng này thằng đéo. Vâng. Máy trả lời. Anh gọi điện vào máy của em ý. Ừ, nói chuyện vào máy của nó không được. Thế nó tự nhiên máy của nó đen thâu vào trong tắt ngõm. Thế nên là bảo tôi sẽ đang tính đây. Tôi vừa tôi nói là bây giờ cái việc anh em trong nhà là anh cũng phải bảo chúng nó cho đoàn kết gia đình. Cái thứ hai là không được. Tôi bức xúc trần gian với anh chị lắm. Thế rồi chị em dâu chị gái chị trai phải là anh trai thì là chị dâu của nhà mình chả đoàn kết gì buồn lắm. Thế nên là anh cũng phải tham gia với chúng nó là cái việc ấy làm ăn thế là làm ăn các thứ lúc nào bà cũng ủng hộ cho. Thế nên là đây về tôi thương anh thế là tôi gọi con Trang đầu tiên tôi xem cái bộ thông minh em nào có nhận được không. Thế là gọi con Trang thế là tự nhiên nó lại biết lối nó tò nó ra. Ừ. Chứ không thì nó không biết lối nó ra đâu. Ba mẹ đòi ba. Thế thằng Phúc vậy nè. Ê thằng Phúc thì ê, cháu vẫn khỏe chứ. Con cháu vẫn khỏe mà ơi. Tôi là tí nữa bà gặp động viên cháu Phúc là học đi. Lựa chọn con đường đúng đắn là giáo viên thì cũng được. Thế là mai nốt mà về đi ngành nghề thì tôi đổ cho. Còn về thôi cứ để cho cái trang nó nghe đi. Cứ để đây nó nghe. Cứ để cái trang đi nó nghe đi. Cứ để bình thường nó nghe. Không nó đi dạy. Con ơi con nghe đấy là nó nói với bố đấy. Thế còn đây là một cái thứ hai thì nè. Thế cái việc nhà thờ thì con tính thế nào? Thì cái việc nhà thờ thì con cứ nhờ đi. Thì âm dương cách biệt bố mẹ thì cũng già chết rồi thì là mong cho các cháu nó lên người. Con cứ nhờ bác Hòa bác cái trông nom cho à. Nếu nó không trông thì con cũng phải nói với cả dòng họ luôn để cùng anh em tập trung. Còn bây giờ vợ con nó lớn rồi, già một ngày con của anh lớn hết cả rồi. Bây giờ các cháu nó trưởng thành đều là giáo viên sau này. Tương lai hết thì giờ đây mong cho các cháu lên người. Nếu anh em gia đình có gớm ghê thì con phải bênh vợ. Bênh vợ, bênh con, ốm đau thì chỉ có vợ con nó hầu thôi. Anh em mình nhất giả kiên phận chứ đừng vào hùa chúng nó rồi là lại đối xử với vợ mày như lúc đây chúng tao còn không được đâu. Đấy làm đàn ông phải như thế. Chứ vợ mày về làm dâu nước mắt ngắn nước mắt dài tao biết chứ không phải tao không biết. Chúng nó về chúng nó gớm ghê chúng nó bắt nạt đủ thứ trên đời. Thế nên là thôi thì bây giờ đây anh già rồi hai ấy tai phải nghe cho rõ. Ai đúng ai sai phải phân biệt chứ đừng cứ vào hùa gia đình nhà mình rồi là để cho vợ con mày thiệt thòi. Đấy xong buôn bán hạ tần hạ tiện rồi tôi đợi cho. Đồng ra đồng vào hàng hóa Trung Quốc trung tàu rồi trở về Việt Nam rồi tôi đậu cho đắt hàng. Rồi đắt hàng soi sói buôn bán có đồng ra đồng vào no cho hai chắt của tôi. Con cháu chắt chít của tôi tương lai sau này. Chỗ thằng Phúc thì nó không theo ngành công an mà anh đi xin làm cái gì. Anh đi chạy tiền chạy nong làm gì cho tốn tiền. Gom chung tôi dưới này thấy anh đi chạy. Mà ý định của nó là
nó nghĩ là đi ngành nghề công an thất đức, thế nên là nó không thích, nó thích vào cái ngành nghề ấy, giáo viên giống là cái Trang thì thôi cứ để cho nó theo ý định. Mà đây vợ anh đẻ cho tôi được hai cháu đẹp như ngỗng như ngàn này. Ừ, còn tôi đẻ ra mấy đứa kia thì cứ như là ở đây bà la sát ấy. Khổ thế. Trời ơi, thế mẹ à. Thiếu cái gì, tôi thiếu cái gì, lúc nào đấy, cũng mẹ bật thương. Đây. Gọi là đây, con nghe lúc đây cái Trang lên lên tôi bảo là không gọi ấy, tôi gọi luôn con Trang. Đấy, xem là đây, đây bộ thông minh của con dâu nhà mình nè. Nó có thông minh nó nhớ đến này con Trang không? À, thế mới sướng như này. Ừ. Thế nên là còn chị tính đồng bóng căn quả thôi mẹ, chị đi chùa đi chiền ra mát mẻ, chị đi đây đi đó, chị xin lộc làm ăn rồi là cho có đồng ra đồng vào. Ừ, thế thôi còn anh nhớ nở tôi nhá. Ngày xưa tôi chưa phân biệt để ai đúng ai sai, lúc thì bênh con gái con dài nhưng không bênh con sâu, bây giờ chết mới đưa biết đưa làm tốt. Đấy khó thế đấy các cụ. Thôi anh bán hàng đi, có người đến mua đấy nè. Cháu tắt lại cụ cũng nói chuyện với cháu Trang rồi. Trang hả? Đang dạy học cơ mà. Trang hả con? Cháu đang dạy. Gì đây? Con mình Phúc. Bà đây đã lên đây là bà gọi con luôn. Phân khởi quá thế là bà bảo là mẹ cái Trang đâu rồi? Mẹ cái Trang đâu rồi? Thế bắt đầu tự yên nó cóc vào ngay con ạ. Ừ. Thôi gọi bằng cái máy nhà mình đi, không tí cô đòi tiền thì chết. Chú gọi đi ạ. Gọi vào cái máy này, nhà mình này, cái của chú Lam đấy. Con gọi vào máy của mẹ đi. Ông Nam hai cái à? Vâng. Đây cái sao nào gọi vào cái này? Ai hai máy của con bảo mẹ cầm rồi. Vào cái máy này để nói chuyện này. Ôi giời, cháu lậu tôi tuyệt vời. Ôi cháu trai tôi đẹp trai như sĩ đèo. Vâng. Ông nói thật nhưng còn các ông các bà không biết gì thôi. Ê thằng Nam hôm nào con gái xuống đây cho con gặp bà nha. Bà ơi nó cứ đòi gặp bà này. Bà ơi con Trang nó gặp mẹ là con gọi cho cháu Phúc. Thế bọn bốn mắt này vẫn thương bà. Nó ở với bà bao nhiêu năm rồi. Thế ngày xưa bà ấy bênh nhà bà bênh ấy mọi người bà không bênh mẹ cháu, cháu có giận bà không? Không, chú bà gì đâu, bà nuôi cháu từ lúc cháu bé rồi. Nuôi cũng không bằng, lúc đấy bà sống thì nói thật ra ai là bố là mẹ cũng bênh con mình. Nhưng không biết đúng cái sai, lúc đấy bà còn sống đúng mà. Khi bà nhận được ra thì bà cũng bà đã già, bà cũng đã trở về các bụi. Nên để nỗi đau cho mẹ cháu buồn tủi. Thế nên là đấy về lúc bà, nào cũng thương mẹ con, cháu, bà lúc bây giờ gặp con. Biết rằng là bà mất đi thì bà mới biết rằng là gọi lại cái thương của mẹ. Thứ nhất là thương các cháu. Thế con nói chuyện nhìn bà. Thấy bà đang lại còn đấy lo cho bố cháu dỗ tết ba bể bốn bên. Thế bà thì giờ thấy người ta lợ mẹ cháu tiền, thế là bà bảo là theo thì sống thì bà cũng chưa đấy lo được cho mẹ con cái gì, thì chết thì bà thấy lợ tiền bà run rủi cho bà đòi nghiền tù tì, bà xóa mắt ra mũi ấy giá luôn 100 triệu con ạ. Bà đấy bà Giang bảo ấy run rủi xong rồi bà bảo này đấy thôi thì bà xoa mắt xoa mũi tự yên họ đang ngồi đấy, thế nào bà xoa mắt xoa mũi họ đi ra ngân hàng, bà còn dẫn người ta ra ngân hàng, ra ngân hàng cái này người ta bắn luôn 100 triệu thắng vào tài khoản của mẹ cháu. Thế là đấy bắt đầu ấy bà phải giữ chân người ta độ ấy 20 phút bà mới cho ta về, bao giờ đầu dây thì mình nhận được bà mới về. Con hết tiền không thì là đấy tại vì mẹ con kêu là mẹ ơi trông con đã tiền. Với ông bà ơi là con hết tiền rồi, đi nọ kia. Con hết tiền mà, con người ta bùng trốn mất một số giờ. Thế còn hàng hóa đợt này về thì đây Việt Nam là bà đội cho đắt hàng. Bà đội cho con cháu nhá, bảo bà đội cho đi học, bà đội cho đẻ được con trai. Thì phụ hộ cho chứ, đi thuê xe chú Nam mấy hôm rồi. Thế còn đi về nhà về cửa thì nè. Cháu đẻ đi rồi ấy, các cụ dưới này phụ hộ cho đẻ giống hỏi giống bà học cao học xong bà dẫn à, đi đường như thằng Phúc ấy chứ buổi dài dãi sẽ dễ làm ăn hiền lành lương thiện là được. Này các cháu đừng gớm ghê giống bà này, sẽ mới giống các cô các bác nhá.
Bà cứ dặn thế. Bà mà là xem bà soi cho con đường học hành không, học xong cứ học xong đi thạc sĩ tiến sĩ rồi tinh. Còn việc đẻ tôi sẽ đậu cho nó đẻ thêm đứa con dài. Buổi dài dây xẻ để chồng con nó càng hỏi thêm là chồng con nào. Nhớ chưa? Ừ thôi dạy học. Bà sẽ đậu. Chồng con hiền lắm. Mà con hay bắt lạc nó lắm. Mày ê bắt lạc, đừng bắt lạc lo con nhá. Bắt lạc rồi là lúc ấy thiệt lắm. Bà lúc nào cũng yêu các cháu các con. Trong lòng bà tôi, bà biết là ngày xưa bà không ấy phân tỏ đó, tưởng đâm ra mẹ con cũng bê khóc mếu rồi đủ thứ. Nhưng được cái là bà xoa mắt cho từ ngày đấy giờ. Bố con yêu mẹ con lắm, thằng Hạnh nó yêu lắm. Ờ đi đâu cũng được. Mà mẹ con dạo này bây giờ ngoan rồi, đi chợ đi búa cũng không cãi nhau nữa rồi. Mà các cô các bác về là cũng không chiến đấu như lúc sống rồi. Thế cái lúc bà gần sống mẹ mày cứ chiến đấu với các con bà lên bà phòng bênh. Thì chả bênh con mình như bênh con dâu à. Lúc ấy ai chả thương con mình, chứ bây giờ ai mà ấy chúng mày thì mẹ mày bênh chúng mày nhỉ, các cụ nhỉ. Nhưng mà chết chẳng mới hiểu ai là tốt mà xấu con ạ. Ừ, bà nói về, con gặp lại nhé, con cứ để bà hôm đấy bà về thì bà nhìn thấy bố cháu mà chạy tiền chạy nong cho cháu Phúc, và chạy cho cháu Phúc để đi vào ngành công an. Nhưng mà Phúc tự yên làm sao nó lại chuyển theo cái ngành gọi là giáo viên để sau này cho tương lai nó không thất nhân thất đức, thế là bà cũng ủng hộ cho nó luôn, bà ủng hộ cho nó để cho nó sau này cho nó được bằng người ta, rồi sắp xếp rồi gặp ai thương yêu rồi là sau này tìm những chỗ nào thực tế. Nhưng mà lấy cái chỗ nào hiền hiền chứ cái chỗ nào mà đánh đá như mẹ mày ngày xưa thì cũng sợ lắm. Ngày xưa mẹ cháu làm sao đồng bóng trong đổ gươm ghê thế. Ờ bây giờ thì hiền đấy như bún rồi. Bảo sao nghe vậy mà không biết bố mày yêu mẹ mày cái điểm gì, yêu cái điểm đánh đá hay là yêu cái điểm ấy gì mà sao kiếp thế. Ấy nhưng mà thôi thì các cháu thương bố nhá, đừng để thằng Hạnh buồn. Còn nhà mình nhà thờ thì là bà cũng bây giờ cứ trước mắt là cứ để cho bác Hòa nó cứ trông nom đi. Còn sau này nếu mà các bác cứ không trông nom nữa thì lúc ấy nhà mình lại tính sau. Nhưng mà nhà mình sau này mà có điều kiện ấy thì các con các cháu thì ấy phải cúng bái trông nom hương khói phụng thờ. Thế còn đây là về đi cái việc mà tạ mồ tạ mã thì các cháu thứ bảy chủ nhật thì anh hai chị em thì rỗi rãi thì là cùng về nhà thờ thắp cho các cụ nén nhang. Để mong cho các cụ phù hộ cho anh em chị em trong gia đình hòa thuận lại, cho bố cháu cũng đỡ đau đầu, rồi ấy chúng mày cũng học hành cho nên người, rồi tương lai triển vọng, thế rồi đẻ cho nhà người ta một thằng con trai để nối dõi tông đường. Thế còn đây chị ấy làm thì đeo kính đi suốt ngày, đeo vừa vừa thôi không có cận thì sao, suốt ngày thế nó đeo. Ừ, vào đi không học sinh nó thiệt. Đây, cầm Phúc đây bà. Này Phúc ơi, Phúc cháu chào bà. Phúc hả con? Âm dương cách biệt mẹ cháu lúc nào bà cũng quý. Thế thằng cao nghèo của bà, thằng bốn mắt của bà có khỏe không? Lúc nào bà cũng quý thằng bốn mắt của bà lắm. Nhớ chưa? Mà đi đâu thì đi, làm gì thì làm, về nhà về cửa là cháu phải ấy, gọn gàng. Cơm nước nhà cửa đỡ bố đỡ mẹ, nhưng nhà mình buôn bán bận này dọn gì nè. Đấy, cháu đỡ tí cho tẹo teo cho nó sướng. Mày thấy bà bây giờ quý mẹ mày hơn xưa chưa? Ừ, nhưng mà có cái này nhà mình toàn bốn mắt thôi. Chán quá. Thế còn đấy, nó cao mà giống gen nhà tôi vậy. Vâng, đúng rồi. Chứ nó mà lùn giống chị mà béo như chị thì tôi chết. Thế nên là bảo bố cháu là cứ yên tâm rồi bà phụ hộ cho nhiều lắm. Nhớ chưa, buôn bà bán bà đổi cho đặt hàng không? Ngày nào bà cũng lượn về liên tục. Không về mà biết chị từ Tết không có tiền. Không về mà biết chị ấy lại đi đòi nợ cho chị. Đấy, mẹ cháu nói chuyện cứ như là trò chơi nên tỉnh ấy. Thế còn nhà thờ các cụ thì đẹp, thờ phụng tổ tiên ông bà các cụ thì đẹp. Mẹ cháu trang bày nhiều hoa huyết lắm. Nhưng mà đấy, thờ bưởi bà cũng thích. Câu đối hoành chi câu đối bà cũng thích. Nhưng mà đây mộ ấy, đỉnh đồng, hạt đồng bà cũng thích. Nhưng mỗi cái là cái độc bình bằng thủy tinh là bà không thích, mình sành ấy. Ờ, không thích lắm.
mẹ thích là các cụ để thờ bằng bằng đồng á. Thì sau này mẹ có phục vụ cho con nhá. Vâng, phải phục vụ cho bà. Vì chúng con có tiền bao giờ con lại mua lốt một đôi bằng đồng con thờ mẹ nhá. Vâng, chị cứ yên tâm. Còn chị cứ ngoan là không ai động đến chị. Thế trong nhà thờ thờ ngày cúng như thế cũng không ghê lắm. Bây giờ mới gọi mẹ ơi, thế trong nhà thờ thờ cúng như thế đã cũng như thế này cũng ngồi đến vị rồi. Có chuyện gì đâu không mẹ? Chỉ có cái này bà dặn Phúc này. Đây thờ thì bà không chê không trách, nhưng mà các cái bức ảnh ấy là phải treo lên chứ không thể để ở dưới bàn thờ được. Về bảo bố cháu như thế cho bà. Nhớ chưa? Treo lên tường. Bà anh bảo bố mày là ở nhà thờ. Thế còn đi về bảo bố mày đi nè. Thế nào dạo này tóc thế mẹ mày tức mẹ mày đánh hay sao mà rổ vãn tóc của bố mày thế? Bây giờ nhà con không cho con nhổ được rồi. Hả? Bà thấy bây giờ về thôi. Ai này có vài cái tóc thôi rổ gần hết rồi. Trông kinh quá mà mẹ mày cứ túm cổ túm đầu vật ra trong rổ. Đàn bà con gái gì ấy, này vật đầu chồng còn làm ăn gì được nữa. Thế còn ấy, bà cũng phụ hộ cho. Còn ở trên bàn thờ nhà mình thì là các con các cháu bỏ mấy cái ảnh ở chỗ bàn thờ nhà mình ở dưới này này. Vâng. Treo nó lên tường. Treo lên tường. Chứ không ai có để ở đây. Thì mẹ ơi, sau có thì ở nhà rồi. con tạc tượng mẹ như thế có được chưa? Tôi không cần tạc. Ông con vợ chồng con tạc rồi. Tạc là mẹ. Cái gì? Vẫn là cái gì cơ? Thua mẹ. Ông cứ sống mà cứ quý tôi nhà rồi. Còn trước là con sau thế con nó trông non mẹ như thế đã. Chị có trông thì trông nhưng mà ngày xưa chị hay cãi lắm. Vâng. Ông chị cũng mất mặt chứ không phải chuyện đùa. Chị còn nói thôi là bênh con với bà không với lợ thế kia rồi để cho con gái con trai bà vào hùa. Thì mày cũng con chị thua đâu. Nhưng mà nhà con không ấy con hết làm thế nhà con cứ tất cả các anh cứ nghĩ con thế này thì nọ. Thế cứ thế thì ai đậu cho à? Thôi con biết là bố mẹ đậu tất cả họ đậu cho con. Thế đoàn Phúc đi vào ngành giáo viên sau này bà tìm cho xong rồi nè. Học xong mai kia bà cho làm hiệu trưởng luôn. Mẹ dắt cho cháu nhé. Ừ, nhớ chưa? Mẹ, vợ cháu này có bà đảm không? À, từ nay giờ đi bảo mẹ cháu là cấm được rổ tóc bố cháu chết đi bà. Vâng, biết rồi. Ừ, ai này cứ suốt ngày vật ra rổ. Đã có vài cái tóc bây giờ hói hết rồi của rổ. Đấy, ngon lắm nè. À, đi, đợt nào mà cháu có định vào đảng viên hay giờ thi cử bảo bà. Có được không mẹ? Vào được, có vào đảng được thì mới sau này mới làm được cái việc lớn. Mẹ cứ rủ cho nó để cho cháu để được tài học bài. Chị cứ nói ít thôi. Lúc sống tôi cũng thấy cái ghét chị nắm mồm. Xong mẹ cháu còn khấn nè. Ấy bà sống khôn ra thiêng rồi bà lên xem là tình hình thế nào. Thế đâu cứ yên tâm đi con nhá. Thế hôm đâu ấy, chúng mày đi đội lễ cái gì đây? Thế đội lễ gì mà cái hôm mà đi đội lễ mà ở hôm ấy bà về là mấy thằng mặc quần áo đen xì để đi đội lễ cái gì? Đừng đi đội lễ nhá. Đợi thì một vài lần chứ ai đợi suốt đời mất bố hết duyên. Ừ, thế nhớ chưa? Này, thế thôi tạm biệt cháu của bà. Con chào bà đi. Ừ, đấy, cháu đợi chưa đấy. Cao đẹp dài lắm, phong độ lắm. Vàng cao. Vàng cao 1m8. Đẹp lắm, chứ không béo như con mẹ nó đâu. Mẹ nó vừa béo vừa xấu. Nó phải giống bà ơi. Bà ở nhà không được gọi nó thằng cò đâu nhá. Nhớ chưa? Bà lớn rồi sắp lấy vợ rồi. Bà. Vậy cứ gọi là cò mới phải. Bà ơi, bà cho con hỏi là vừa con chúng con này cũng rất là mong muốn được gặp các cụ công các bà. Thì là vừa để hỏi trường hợp của cháu Việt nhà con ấy, cái giai đoạn vừa rồi ấy. Thì hôm kia thì con ra mộ hai cụ của mình với cả hai bác mồ mả nhà mình cũng không đẹp lắm. Thế vừa Việt đi viện như thế nào? Vâng, đấy cháu thì bị bây giờ thì cháu về vẫn phải uống thuốc và đang mẹ xem nó có chất lệch về âm miệng cái gì không, hay bệnh tật của nó nào? Thế bác sĩ người ta chuẩn đoán nó là thế nào rồi? Cháu thì cũng hơi bị tăng động một chút ạ. Thế bây giờ nó tăng động thì các con bác sĩ nó nói thế thì con đừng cho nó nghịch điện thoại nữa.
Dạ vâng. Và là tivi cũng không cho dùng xem nhiều. Dạ vâng. Con nhớ chưa? Vâng. Và là một cái thứ hai là thứ nhất là các con các cháu ví dụ mình ở nhà vợ chồng nói chuyện với nhau là không được nói câu bậy câu tục. Dạ, vâng. Thế là một cái thứ hai hay gọi con bảo con cái này cái kia là nó sẽ dần dần các cụ run đủ cho nó không tăng động lên. Dạ, vâng. Chứ nếu nó tăng lấy cái độ động lên là lúc đấy là các con các cháu là nó sẽ trở thành cái đứa trẻ là nó thiếu cái như là một cái chất dinh dưỡng gì đấy nó thiếu trong thì nó không có tức là hoạt động được cái bộ não đều như mọi người ta. Dạ, vâng. Con nhớ chưa? Vâng. Mẹ ơi, tăng động nó nghịch bừa nghịch bãi nó không biết sợ biết gì nó cứ làm thôi. Vâng. Theo ý của nó. Vâng. Con nhớ chưa? Chứ nó không biết phân biệt cái đúng cái sai và không biết là cái vậy nhà cái cửa. Thế nên đừng để cho nó trở thành tăng động quá, nó trở thành ấy, người ta gọi là nó là gọi là trí não của nó là bị đau. Vâng. Chết, nhớ chưa? Mẹ ơi, bây giờ các anh con thế nào? Có chữa cách chữa. Cái này là các con phải ngừng điện thoại là một. Vâng ạ. Ngừng tivi là hai. Dạ vâng. Đây, bởi vì trẻ nó đã bị năng động. Con nhớ chưa? Là đây con và các con các cháu mà cho xem cái đấy nó sẽ hỏng cái bộ não nó. Thế còn đâu các con các cháu là kèm cặp dạy con để cho nó đi ca múa hát hoặc là thỉnh thoảng ấy cho nó ra công viên nó nhìn bạn nhìn bè những các con thú vật. Thế thứ nhất là để cho nó có cái độ đấy, phân lây giải trong cái não bộ của nó rồi các cụ độ cho. Thế còn nó ở nhà buồn nhất là anh em chúng mày. Vâng. Ê, là buồn nhất anh em là bảo chúng mày không nghe. Từ đứa lớn đứa bé thế giờ cho vui vì đoàn kết cho chúng tao được nhờ. Vâng. Không cãi nhau như lúc sống nữa, tao còn sống nữa. Vâng. Vâng. Anh em con còn bây giờ vui vẻ đi. Vâng. Nhớ trường Lam. Vâng ạ. Ờ, thế nếu còn... vợ con thì không không thế mày chạy xe thế nào? Dạ. Không, cháu con... nó đi làm nữa chứ mẹ. Đâu con muốn làm nhà nước. Ở nhà con đi làm nhiều nước. Không nhưng mà đây thuê xe xuống thế nào? Thuê xe có mất nhiều tiền không? Nên tăng chị cháu rẻ cháu cái. Rồi dạ, đây anh em trong nhà phải đủ bọc nhau. Thế còn đây con này đòi được lợ rồi có phấn khởi không? Con phấn khởi mẹ. Con bây giờ mẹ thương con. Thế mẹ ơi, anh các anh con nào? Mặc sao chung loa? Sao mặc sao? Vậy chung loa. Bao giờ chúng nó đi tìm tao tao bảo. Thế mẹ cháu Mạnh nào? Cháu Mạnh cũng không mẹ báo thương vợ chồng nó không? Không thương lắm. Chắc tôi không thương. Biết nhôm, bao giờ bố mẹ nó đi xin lỗi tao tao mới thôi. Sao? Mẹ giận là mẹ giận là anh chị con à? Bác chỉ giận anh trai chị chứ còn các cháu nó có tội tình gì đâu. Không có tội gì bác. Mẹ giận anh hay là chị? Chị tên là gì? Không nói. Không nói mẹ ghét mặt. Ghét à? Mẹ ghét à? Chị biết lúc sống tôi ghét rồi còn gì. Ghét mẹ thì ghét cả con. Chị thương cháu đi cháu thương mặc kệ là bao giờ nó ấy có tâm nó đi nó tìm thì nó cứ tính. Thế còn đây chị về đây đi đâu cũng cẩn thận rồi. Nhớ chưa? Từ giờ cuối năm tôi độ cho chị đặt hàng. Mẹ phải phù hộ cho con đấy. Còn chị căn quả của chị cứ đi. Vâng, năm nay chưa thấy tăng hết tưng à? Không ạ, con xin mẹ bây giờ bệnh tật này mấy năm nay con có bác ghế không thằng đâu. Thôi thế thôi, về đấy cứ đi chùa cho nó mát. Con thế con còn đâu không tưng nữa thì càng mà ấy nhẹ cho mình. Thế vâng. Không có thì xin khất. Vâng, tôi có năm nào con chùa. Đầu năm con khất mà. Đầu năm đi mẹ ơi, mẹ có nói chuyện với cô Lan con mấy các em con không? Cả chúng nó cũng gọi người nhà này nó giỏi. Đi gọi cho được. Đi vừa mới đi thì chả thế. À, thế thì mẹ ơi, các cụ người ta hay có về không? Có. Các cụ như mình đi đông lắm. Các cụ đi đông lắm. Thế mẹ cho một cụ. Để thì tự các cụ chen được rồi. Mẹ ơi, thế mẹ có dặn gì chúng con được không? Chỉ dặn đây trông nom cháu nội tôi nên người. Đừng để cho cháu nó khó. Mẹ cho hai cháu thành đạt nhé. Thế còn thằng này bao giờ thì về? Con đi với chị. Thế ngày nào cũng đi cũng sợ người cơ quan nó phạt à? Con đổi ca ngày thành ca đêm. Hôm qua thì thương Hà thì cho tí em... tôi gọi tôi nhắn. Vâng. Tí là mẹ nhắn vâng. Con nhắn. Vâng. Mẹ ơi, nhà mình mua nọ đâu. Đây, con hôm qua mẹ trả lên mẹ gặp con. Giờ tờ đi giấu chị bỏ ra đi. Đây con tờ đây giấu trong này trong này. Đây đây tờ đánh dấu này. Đây là em làm mình dấu con không biết. Khó quá này còn đánh dấu hai tờ cơ. Mẹ ơi, hai tờ con bảo hạnh cho con thiếu mẹ này. Nó biếu tôi làm cho đây tờ đánh dấu. Vâng, đúng rồi. Đây.
tôi không biết đây. Đây đây cháu Phúc biếu mẹ nhá. Biếu đây. Đây con Trang này. Biếu bà đây. Đây con biếu mẹ này. Đây tiền đi đòi nợ đấy. Con biếu mẹ. Đây này. Đây. Ôi, con của con Trang là biếu mẹ. Còn lâu mới nói, còn lâu mới nói mẹ con yêu cháu. Tôi yêu vẫn nụ vịt giờ thì nhạc chỉ yêu cháu này. Yêu cháu bác cho nó cho cháu. Ông cháu hôm nay có về không? Có ạ, mẹ thằng con trai tôi sẽ về tôi đặt tên. Em gái thì em thịt mẹ. Mẹ có gặp bác cô. Bây giờ tôi gặp đi tôi nhắn. Tôi mẹ ơi, mẹ có gặp bác cô các chú ở nhà không? Ạ. Cho con biếu. Ông nhờ thằng Nam biếu à? Vâng. Đây này, cái tiền ăn đây chắc là mấy hôm chị đá thì này, ngại thì biếu đi. Đây này giờ có tiền đi về à con? Đá. Mấy hôm đầu trả đồng mẹ rồi. Đúng không? Bà ơi, cho con gửi biếu ông bà nội, cụ nội. Biếu à, thế ta cất của ta riêng. Vâng. Lẫn. Cụ Đào nhé. Đây đây con gặp bà đấy, con muốn hỏi bà, con hỏi bà luôn đây. Bà ơi, cháu Phúc muốn hỏi bà. Đấy con nói đi. Ơi. Đấy. Con nói đi. Mất rồi, nãy mất cháu rồi. Đây 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 bà ơi, cháu đang muốn hỏi bà. Đây đây bà ơi, bà muốn hỏi. Đây là nó đây rồi đi thôi. Mẹ ơi, con Phúc là muốn đi rồi, nó không gặp đâu. Thôi rồi, thôi. Chào bà, chào bà. Chào bà, chào phụ ạ.